Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu, không mua lấy phí. Link mua hàng ở phần mô tả ở bình luận. Chào các bạn, tôi là Sean, 29 tuổi, là nhân viên cửa hàng điện lạnh ở ngoại ô London. Tôi có một cuộc sống vô cùng buồn tẻ, thiếu sức sống, lặp đi lặp lại. Cho đến khi đại dịch xác sống diễn ra và mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ, đây là bạn gái tôi, Liz. Chúng tôi đang hẹn hò trong quán rượu ưa thích của tôi, quán Winchester. Gọi là thế vì ông chủ quán có treo một khẩu súng trường Winchester trên tủ rượu. Liz bảo tôi cần dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn và cân bằng giữa bạn bè và người yêu. Không chỉ lúc nào cũng mắc kẹt ở cái quán rượu này với Ed, cô ấy không ghét Ed. Nhưng lúc nào Ed cũng dính đít tôi, hơi thiếu không gian riêng tư. Nhắc đến Ed thì đây là Ed, bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo. Ngoài vui tính ra thì được cái béo, luôn bên cạnh những lúc tôi cần. Tôi quý Ed lắm. Mà cậu ấy lại không có nhiều bạn nên là... Trở lại với Liz. Cô ấy muốn chúng tôi có thêm thời gian riêng tư với nhau, đi đến nhiều nơi trải nghiệm nhiều thứ. Ngày mai anh sẽ bắt đầu thay đổi mà. Tôi hứa với Liz là như thế, và rằng tối mai sẽ đền bù bằng một buổi hẹn ở nhà hàng sang xịn mịn. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm thì gặp Pete. Đây là Pete, bạn thuê nhà chung với tôi. Pete phàn nàn về việc đêm qua thằng nào về nhà quên không đóng cửa. Pete chê Ed là thằng trên răng dưới dái, lại còn ảnh hưởng xấu tới tôi. Rồi lượn luôn, Ed thì ngày nào cũng như ngày nào, ở nhà ngồi sofa chơi điện tử cả ngày, vẫn ảo pi sắp dầu, phòng thì không dọn. Tôi nhắc Ed làm việc cho Pete đỡ cáu, rồi cũng chạy đi làm ngay sau đó. Như mọi ngày, tôi lên con xe buýt cũ, đi làm cái công việc không lối thoát, tiếp thị TV tủ lạnh. Mà thời này đã làm gì có OLED TV, đi làm. Lúc tôi đang giới thiệu cho khách con TV nét nhất 2004, thì một thằng đồng nghiệp bảo bố tôi đến tìm. Nhưng bố tôi mất lâu rồi mà. À, là Dượng Philip. Tôi thì không ưa Dượng Philip lắm, tưởng ông già định phàn nàn gì. Nhưng ông chỉ nhắc, đừng có quên mua hoa tặng mẹ khi ngày mai tôi qua thăm. Sau đó, Liz gọi điện hỏi gì đó về vụ đặt bàn, tôi trả lời qua loa. Trên đường về tôi đi mua hoa tặng mẹ trước. Về đến nhà, tôi gọi điện đặt bàn thì hết chỗ. Báo lại với Liz thì cô ấy giận rồi cúp máy. Tôi sang nhà Liz giải thích, nhưng Liz lại chửi tôi là con ma nhà họ Hứa, mãi không thực hiện. Tôi mang bó hoa ban nãy mua ra giảng hòa thì bị Liz phát hiện là hoa của mẹ. Thế là Liz đá tôi, đá thế nào mà ra tận cửa luôn. Thất tình, tôi về quán rượu giải sầu với Ed. Thế là cậu ta làm trò con khỉ cho tôi vui. Chúng tôi cá khẩu súng trên quầy rượu là thật hay giả. Hai thằng say khướt quẩy từ quán về nhà. Về đến nơi, bọn tôi quyết định bật nhạc chipu lên múa. Pete tỉnh dậy, tắt đài, ném đĩa chipu ra ngoài cửa sổ. Pete bảo hắn đau đầu vì MU lại thua. Đồng nghiệp thì nghỉ hết, một mình phải tăng ca. Chưa kể còn bị cướp cắn tay khi về nhà. Đang cố ngủ để mai đi làm thì bị bọn tôi phá đám. Pete chửi Ed, chửi tôi, mắng tôi phải sắp xếp lại cuộc sống của mình. Xong, hắn cáu bẩn, mắng thằng nào quên không đóng cửa rồi đi ngủ. Tôi phải thay đổi lại cách sống của mình thôi. Sáng hôm sau tôi đi mua tí đồ, thì vừa về đến nhà, Ed báo có đứa con gái đang đứng ở sân sau, hình như là say hay phê thuốc gì đấy. Con bé kia vồ tôi rồi rên ừ. Bạn bè như bẹn bà, vào nhà lấy máy ảnh chụp. Xô đẩy một lúc thì con bé kia ngã vào cọc, xuyên từ bên này qua bên kia như que ke bắp thằng nào xiên láo. Con bé kia lồm cồm bò dậy. Ơi đập đất à, đấy là xác sống đang đi lên. Bọn tôi hoảng hồn chạy vào trong nhà, thì tí nữa đâm vào một thằng béo máu me đầy mồm. Trong nhà, TV báo bản tin khẩn cấp. Lúc đó có thêm một thằng một tay từ ngoài cửa trước mò vào. Mạnh thằng nào quên không đóng cửa nhá. Ed giải quyết thằng này bằng gạt tàn. Tôi phá cửa kho lấy vũ khí. Đến giờ cù lao rồi. Vào nhà, tôi gọi điện cho mẹ xem bà có đang ổn không. Mẹ không sao, nhưng nãy có thằng định đột nhập. Mẹ không bị cắn chứ? Không, nhưng thằng kia nó cắn Dượng con rồi. Ôi không, Dượng bị cắn à? Ok, không sao. Tôi quay sang Ed. Mũi Philip bị cắn thôi, không sao. Tôi và Ed cùng bàn luận tí kế hoạch sinh tồn. Bọn tôi sẽ mượn xe của Pete để đến cứu mẹ, cứu Liz, rồi đến quán Winchester chờ mọi việc lắng xuống. Trong lúc lấy chìa khóa thì Pete cũng đã hóa thành xác sống khỏa thân. Hai thằng bọn tôi lái xe đến nhà mẹ và Dượng. Dượng Philip vẫn chưa biến thành xác sống. Tôi đưa hai người ra thì Ed đã tông hỏng xe Pete. Chưa kịp vào xe còn lại thì Philip đã bị một thằng chạy ra cắn vào cổ. Ed cầm lái, tôi ngồi ghế sau với Dượng. Xung quanh căn hộ của Liz toàn xác sống. Gặp được Liz, tôi thuyết phục được cô ấy cùng với Dick Chai và Diane đến quán rượu. Bọn tôi cố lái về quán để cố thủ, thì Dượng đặt tay lên vai tôi tâm sự lần cuối. Ta vẫn luôn yêu thương con Sean ạ. Giờ đến lượt con chăm sóc mẹ. Thế mà bao lâu tôi vẫn nghĩ Dượng ghét mình. Nhưng chưa kịp gọi ông là bố thì Philip đã chết. Tôi bảo Ed dừng xe lại một lúc thì Philip đã biến thành xác sống. Bọn tôi phải bỏ xe lại đi bộ. Quanh quán rượu toàn là xác sống. Diane dạy cả bọn đóng giả chúng để đi qua. Này, giống chưa? Tao khá chắc đấy là fan Gam 20 năm. Thế này, đây là người chơi coi hệ Luna chứ. Còn thế này, mày vừa đi xếp hàng đổ xăng về đấy à? Thế quái nào mà lại thành công. Nhưng đang yên đang lành thì Ed lại có điện thoại. Tôi mắng Ed một trận ra trò. Từ hồi biết nhau lúc nào tao cũng phải trả giá cho cái sự ngu dốt của mày. Tiếng ồn làm bọn xác sống chú ý. Chưa kịp làm gì thì David đã ném vỡ cửa kính để mọi người có thể vào mà không bị bám theo.
tôi quyết định hy sinh, thu hút sự chú ý của chúng rồi chạy đi làm mồi. Một lát sau, tôi quay lại bằng đường cửa sau. Mọi người vẫn không sao. Nếu như thằng David đít chai để tôi nói hết thì giờ cánh cửa sổ không vỡ. Giờ chúng tôi chỉ cần sống sót bằng cách chui rúc trong bóng tối và uống bia và ăn đậu phộng. Ừ thì cũng không được lý tưởng lắm. Vừa có điện thoại được một tí thì thằng S mở máy trò chơi lên. Nhạc sập sình làm đám sắc sống bên ngoài chú ý. Bầu lại quanh quán như các cháu cấp 2 gặp đạt villa. Trong lúc hoảng loạn, bọn tôi kéo khẩu súng trên quầy rượu xuống. Súng bắn được thật. Ngay lúc ấy, mấy tấm kính trên cửa bị đám sắc sống đập vỡ. Tôi thử nhập vai Rambo nhưng mãi mới trúng một đứa. Làm gì có ai biết bắn súng chứ, bọn tôi không phải người Mỹ đâu. Liz bảo tôi ra gặp mẹ. Bà tự thú là đã bị cắn từ lúc bọn tôi chạy đến đây, nhưng không muốn nói vì sợ làm tôi buồn. David đòi cầm súng bắn mẹ tôi luôn để phòng trừ hậu họa. Nhưng ai mượn, cả đám nổ ra tranh cãi. Tôi vừa khóc vừa kể lể. David bình thường đã ghét tôi, giờ còn đòi bắn cả mẹ tôi. Diane cũng về phe tôi mắng David. Liz phải đứng ra phân định. Cuối cùng thì ngay khi mẹ vừa biến đổi, thằng đít trai lại bắt tôi tự tay bắn bà. Vừa thả khẩu súng xuống trong bàng hoàng thì thằng kia lại lải nhải bên tai. Năm nay tôi 29 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái thằng nào nó láo như thế này. Thế là David ăn một đấm ngã lăn ra đất. Thằng David cay, vớ súng định bắn tôi nhưng hết đạn. Nó lồm cồm bò dậy chạy ra cửa định bỏ đi thì đám xác sống đã phá cửa ra túm lấy David. Vì quá buồn mà DNA cũng mở cửa và chạy ra sống mái với chúng nó. Chưa kịp định thần thì cửa sau cũng bị phá, đám xác sống bên đó cũng tràn vào. Nhưng mà ai kia? Pete. Thằng Pete đã đi từ trong nhà tắm đến đây. Ed bị Pete cắn nên tôi cứu cậu ấy bằng cách bắn cho thằng kia một phát xuyên táo. Tôi cùng hai người chạy vào trong quầy rượu, đốt hết lên để đám xác sống lùi lại rồi trốn xuống hầm. Ngồi trong bóng tối, tôi và Liz ngồi cạnh nhau tâm sự. Tôi bảo Liz rằng mình đã thực sự thay đổi, nhưng không hiểu sao mọi thứ lại hỏng bét. Liz an ủi và nói rằng chỉ cần tôi cố gắng là đáng để ghi nhận rồi. Sống chỉ còn lại 2 viên đạn, Liz và tôi định tự sát. Còn Ed bảo bị ăn cũng không sao. Chúng tôi quay lại với nhau, Liz rút bao thuốc để mỗi đứa làm một điếu trước khi đi. Ngay khi bật lửa thì bọn tôi tìm thấy công tắc để mở đường thoát ra ngoài phố. Ed bảo đằng nào cậu ấy cũng sắp chết nên sẽ ở lại giữ chân chúng nó cho bọn tôi chạy thoát. Tôi giao lại khẩu súng cho Ed, xin lỗi vì đã mắng cậu và cảm ơn tình bạn của Ed. Thế mà đang cảm động, thằng Ed chê tôi bê đê. Tôi và Liz bấm công tắc để chạy ra ngoài phố. May sao lúc đó thì quân đội Anh đã tới thanh toán đám xác sống và cứu cả hai. 6 tháng sau, đại dịch qua đi, mọi chuyện trở lại bình thường. Người ta tìm được cách cho xác sống làm ở siêu thị hoặc làm chương trình giải trí. Sắp tới còn có đại nhạc hội gây quỹ bình đẳng cho xác sống. Tôi và Liz đã dọn về ở với nhau. Đại dịch đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Sau ngày hôm ấy, tôi mới biết thế nào là sống đúng nghĩa và thế nào là dấn thân để bảo vệ những người mình yêu thương. Về phần Ed thì Ed đang là xác sống ở trong nhà kho ngoài sân sau, chơi điện tử cả ngày. Ed cũng đã tìm được cuộc sống mà cậu vẫn luôn mong ước. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Shaun of the Dead giữa 7 xác sống. Tôi còn quại. Hãy subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả.